Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả quý vị, các cô chú, anh chị và các bạn. Sau một thời gian chịu đựng và giữ im lặng liên quan đến cái câu chuyện nhà báo Huỳnh Hòa Bình đã bôi nhọ Hồng Loan trên trang cá nhân của mình, thì mới đây nhất Hồng Loan cũng đã đưa ra một cái thông báo tố giác tội phạm. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta hãy nhìn thấy trước kia nhà báo Huỳnh Hòa Bình đã làm những câu chuyện như thế nào. Và trong câu chuyện này sẽ có rất nhiều người phải lo, rất nhiều người phải lo lắng, suy tư về vấn đề đó đó. Tại sao ư? Tại vì khi đã có đơn tố giác tội phạm thì chắc hẳn và rõ ràng là Hồng Loan đã gom đầy đủ chứng cứ, và đặc biệt liên quan đến vấn đề này là bản thân các luật sư của phía Hồng Loan cũng đã làm việc trực tiếp. Chị Ni cũng đã phải về gấp. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta đã thấy. Chị Ni cũng đã có những thông báo là về gấp với Hồng Loan. Rõ ràng trong suốt một thời gian qua chúng ta đã thấy liên quan đến cái vấn đề tranh chấp tài sản bên phía câu chuyện cái sự ra đi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì đứng sau ủng hộ cho mẹ con cô Sáu cũng như là Hồng Phượng, nhà báo Huỳnh Hòa Bình đã xác nhận bản thân mình chính là người đã tiếp xúc với những người như quản lý Kim Nga, gia đình cô Sáu và có thể cả chú Bảy Tiểu Linh nữa. Và cô ta khẳng định rằng tất cả những chi tiết mà cô ta đưa ra là những chi tiết được xác nhận từ những người trong cuộc và được sự cho phép của những người trong cuộc. Trên trang cá nhân của mình, cô ta đưa ra rất nhiều cái lời nói và thậm chí là cũng đi bình luận dạo. Nhưng giờ đây có xóa bài thì cũng không kịp nữa, bởi vì những gì mà Hồng Loan đã làm và những gì mà nó đang diễn ra đều cho thấy Huỳnh Hòa Bình đang có cái vấn đề ở đây, là có thể nhận sự ủy nhiệm của người khác hoặc nhận tiền có cái lợi ích vật chất để tấn công Hồng Loan hay không. Thì cái đó sẽ do cơ quan chức năng điều tra, nhưng chúng ta hãy nhớ và bây giờ chúng ta hãy đọc cái đơn của Hồng Loan nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 7 2023, tức là sẽ đưa đơn trong 2 ngày tới. Đây là cái điều rất là đặc biệt về lạm dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, xúc phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân khác của chủ tài khoản Facebook Huỳnh Hòa Bình. Kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tên tôi là Võ Thị Hồng Loan, tất cả những cái địa chỉ và số chứng minh cũng đã được che lại. Nay tôi làm đơn này tố giác và đề nghị cơ quan tiến hành xác minh, điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hành vi của đối tượng Huỳnh Hòa Bình, đóng mở ngoặc là Huỳnh Thị Hòa Bình, đang sở hữu nick Facebook Huỳnh Hòa Bình. Vì đối tượng này đã và đang liên tục sử dụng hình ảnh của tôi và gia đình tôi công bố những nội dung sai sự thật về tôi và gia đình tôi trên không gian mạng, xúc phạm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân tôi. Đó là cái đơn của Hồng Loan. Họ tên Huỳnh Hòa Bình, Huỳnh Thị Hòa Bình. Hiện đang cư trú ở đâu thì bên phía Hồng Loan cũng đã che rồi. Nhưng đó là cái một điều mà chúng ta thấy nó rất là vui, khi câu chuyện ở đây là bản thân Hồng Loan đã có những cái động thái nước đi rất là rõ ràng. Chúng ta cũng hãy nhìn vào cái Facebook của Huỳnh Hòa Bình. Cô ta đã tấn công Hồng Loan rất nhiều. Đây, chúng ta đến ngay với cái nick của cái chị Huỳnh Hòa Bình này. Và tôi không nghĩ là chị Huỳnh Hòa Bình này lại có những cái điều nó ghê rợn đến vậy. Mình là những người phụ nữ. Mình là những người phụ nữ thì mình phải nhìn nhận và nhớ rõ những cái điều nào là hợp lý, cái điều nào là không, nha cô chú chị và các bạn. Đây là nick Facebook của Huỳnh Hòa Bình, và cách đây một ngày thôi thì cô ta đã đăng một cái status nó dài đến nỗi là như một chiếc chạc, và không thể biết là cô ta làm được những cái gì mà có những cái tin nhắn và những cái bình luận hay là những cái sự chia sẻ của bên phía những người ủng hộ cho mẹ con cô Sáu, và đặc biệt là có mẹ con cô Sáu ha. Cô ta viết rất dài về Hồng Loan, và ở đây thì cô ta là một người ngoài thì làm sao cô ta lại biết những cái câu chuyện thâm cung bí sử trong gia đình ở nhà Hồng Loan được, đúng không ạ? Nếu như cô ta là một người đàng hoàng thì cô ta lại không như vậy, và cô ta nếu là một người mẹ thì không nên làm như vậy, bởi vì mình cũng là phụ nữ và mình đặc biệt là mình không tìm hiểu những cái chi tiết trong câu chuyện cũng không được sự cho phép bên phía Hồng Loan. Chúng ta hãy nhớ rằng là như vậy. Chúng tôi là những người chỉ bình luận và đưa ra những cái góc độ đánh giá, nhưng mà tôi thấy rằng là cần phải có một cái hình phạt và cái mức án nếu như khởi tố hình sự, nếu có cái việc vi phạm hình sự thì có lẽ Huỳnh Hòa Bình là những người không thể trốn tránh được cái sự
vào cuộc của cơ quan chức năng và ai là những người cung cấp thông tin để Huỳnh Hòa Bình làm trong câu chuyện này thì nó còn là một vấn đề khá nan giải nha. Và đặc biệt những người cung cấp thông tin cho mẹ con cô Sáu, giả sử nếu như là cô Sáu, Hồng Phượng, Kim Nga thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Đấy, đây là cái điều mà bản thân Huỳnh Hòa Bình không lường trước được cái hậu quả khi mà xúc phạm Hồng Loan trên cái trang cá nhân của mình. Thực ra thì chị có quyền nói về câu chuyện đó, tôi nói thẳng ở đây là chị có quyền, cũng như các anh chị em khác chị có quyền, nhưng mà mình không được xúc phạm người ta đến một cái mức như vậy. Chị gọi thẳng luôn người ta là cái loại con bất hiếu, là nồi ra nấu thịt. Tôi có nói chuyện phản biện về phía mẹ con cô Sáu, tôi cũng không bao giờ dám dùng những cái từ nó nặng nề như vậy. Bởi vì trước hết là mình chưa gặp người ta, mình có quyền bình phẩm, nhưng mình không phải là đi để xúc phạm và chửi bới lăng mạ người ta như vậy được, đúng không ạ? Mình không thể nói như vậy được. Chẳng hạn như cô Kim Thoa, cô ấy lên cô ấy nói những cái lời mà cô ấy đưa lên cộng đồng mạng đó, thì có thể sử dụng những cái lời nói đó để phản biện lại cô ấy. Nhưng đằng này Hồng Loan chưa hề nói chị là một con cá cha, cũng chưa bao giờ nói chị là một người thế này thế kia. Mà tôi thấy rằng Hồng Loan đưa ra cái cách xử lý rất là văn minh, đã cảnh báo chị trước cái thời gian đó rồi. Và chúng ta cũng hãy nhớ rằng là trong cái thông báo đó thì Huỳnh Hòa Bình đã coi thường đó, thậm chí là đăng những cái status là chó cắn thì cứ cắn, chó sủa cứ sủa, mình là người thế này, mình là người thế kia, mình vẫn cứ làm. Có phải là chị đang thách thức dư luận, thách thức luôn cả cộng đồng? Nếu như mà chị thách thức luôn cả cơ quan chức năng nữa thì tôi lạy luôn đó. Tôi ủng hộ chị nếu mà chị tiếp tục lên. Và từ hôm qua đến giờ thì cô ta không lên nữa, nhưng không lên nữa không có nghĩa là thoát được, chạy được trong cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề xúc phạm nhân phẩm danh dự của Hồng Loan trong một cái thời gian dài như vậy nhé. Không thể trốn tránh và không thể làm được cái câu chuyện. Mà tôi không nghĩ rằng chị là một người phụ nữ, lại càng không nghĩ rằng là chị là một nhà báo, đã từng là một nhà báo. Còn bây giờ chị làm việc ở đâu thì tôi cũng biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở cơ quan nào mà nhận cái thành phần như cái nhà báo Bình Hưng Hòa này thì tôi thua luôn đó. Bởi vì chị ở trên trang cá nhân tôi cũng thấy là có chồng con đàng hoàng, chị không để đức lại cho con cho cháu hay sao mà câu chuyện của nhà Hồng Loan nó liên quan đến cái vấn đề gì mà liên quan đến chị nào, nó liên quan gì nào đến chị nào mà chị vào chị xúc phạm người ta với những cái lời lẽ mà khiến cho tất cả mọi người đều bức xúc, đúng không ạ? Bản thân Hồng Loan trong một thời gian đã bị rất nhiều người đưa ra những cái câu nói, lời nói để xúc phạm. Và giờ đây thì cô ấy phải hành động thôi. Không hành động thì để cho các anh các chị muốn nói gì, muốn làm gì thì làm, đúng không ạ? Đừng có nghĩ lên mạng xã hội là chị nói cái gì là chị nói. Trong cái câu chuyện này thì rõ ràng Huỳnh Hòa Bình đang thách thức dư luận và thách thức cả cơ quan chức năng nữa. Thậm chí là bị thuật toán của Facebook xóa bài. Chị ta vẫn lách luật để viết. Và hãy nhớ rằng là khi mình viết về những cái vấn đề xúc phạm thì cái thuật toán tự động nó sẽ xóa bài của mình. Nhưng chị ta không hề biết đấy là xúc phạm hay sao. Chị ta dùng chuyên môn nghiệp vụ của nhà báo để làm gì, làm việc gì đó. Và hãy nhớ rằng là những người như Hàn Ni hay Trần Văn Sĩ trong cái câu chuyện liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, chờ ngày xét xử. Cho dù chị Hằng chị ấy có sai, đối với các anh các chị, đối với những người đó, nhưng những người đó lại sử dụng cái chuyên môn nghiệp vụ để tấn công người ta. Huỳnh Hòa Bình có nhìn thấy không ạ? Đó là câu chuyện 331, 155, 156 đó nha. Đừng ở đó để xúc phạm. Và hy vọng là Hồng Loan sẽ làm tới. Và chắc chắn rồi, luật sư của Hồng Loan chắc chắn sẽ làm những vấn đề này trong thời gian tới. Và đây là cái đơn sẽ được gửi đi. Nếu như Huỳnh Hòa Bình khôn hồn xin lỗi hoặc là biết sai, nhận sai, sửa sai, thì có lẽ cô ta sẽ may chăng là nhận được một cái gì đó, có thể là cái ân huệ từ phía Hồng Loan. Hy vọng cô chú chị và các bạn sẽ cho ý kiến đánh giá về câu chuyện này. Chúc mọi người sức khỏe bình an. Cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn.